giờ hả? Lúc này là hơn 8 giờ tối, 20 giờ tối, 26 tháng 10, mưa tầm tạ, mưa và có gió đó, đã bắt đầu xuất hiện đó. Tại thành phố Huế, lúc này nha bà con, đây là khu vực trung tâm ngã 6, em vừa đi ra từ đường Trần Quang Khải này. Chà. Và đêm nay ngày mai mưa lớn lắm đó và sẽ có đợt lũ. Đá. Đó, mưa gió bà con, thấy ghê chưa? Bắt đầu thấy gió rồi, xuất hiện trên ngọn cây. Đó, đó. Mặc áo mưa mấy tạ tới luôn. Người ngồi sau kiểm soát được áo mưa luôn.
thuê ở đây cả ngày mai. Mưa lớn kèm giông lốc phải nhiều lắm đấy bà con.
tin thời tiết mưa gió ở Huế. Cũng vui Sài Gòn gửi đến bà con như thế nào trong những tập tiếp theo. Lúc này là hơn 8 giờ tối, 8 giờ 30 tối ngày 26 tháng 10. Trời đang mưa lớn nha bà con. Và cũng thấy xuất hiện gió đó đó. Mưa làm cho ngập nước khắp nơi.